Xin chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, đề xuất cắt giảm 131 điều kiện kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện. Đó là những gì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất sau quá trình rà soát điều kiện kinh doanh của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng những điều kiện kinh doanh dưới luật đang trói doanh nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh. Và trong tổng số 131 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm, sửa đổi, thì nhiều nội dung mới chỉ là lược bỏ các từ ngữ chung chung hay đưa ra những dẫn chiếu không cụ thể đến những văn bản luật khác, chứ không phải là cắt giảm điều kiện kinh doanh cụ thể. Câu chuyện về những điều kiện kinh doanh ngành nông nghiệp có thực sự đang gây khó cho doanh nghiệp hay không sẽ được chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Luật sư doanh nghiệp ngày hôm nay. Tiếp tục với chủ đề cắt giảm điều kiện kinh doanh, nỗ lực chuẩn bị cho mốc 31 tháng 10 tuần này sẽ là câu chuyện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lĩnh vực nông nghiệp hiện có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tổng số 345 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, phản ánh của nhiều doanh nghiệp trong ngành này cho biết họ gặp rất nhiều rào cản từ các điều kiện kinh doanh nêu trên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến số lượng và quy mô doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn vừa qua còn khiêm tốn, chỉ chiếm gần 1% tổng số doanh nghiệp hiện nay. Lĩnh vực nông nghiệp hiện có 33 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 345 điều kiện kinh doanh. Các điều kiện kinh doanh này được quy định tại 5 luật, 2 pháp lệnh và 7 nghị định. Về nguyên tắc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuân thủ nguyên tắc 3-0 nhằm cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đó là không quy định lại những điều kiện mà các ngành nghề khác đã quy định. Không quy định những điều kiện mà nhà nước không thực sự phải quản lý nhằm tạo tính chủ động và chịu trách nhiệm trong nông nghiệp. Và không quy định những điều kiện về quy trình, tổ chức quản lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất cắt giảm 131 điều kiện thuộc danh mục 11 ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thú y 36 điều kiện, thức ăn chăn nuôi 13 điều kiện, quản lý chất lượng 30 điều kiện, sản phẩm biến đổi gen 6 điều kiện, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 23 điều kiện. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng những điều kiện kinh doanh dưới dạng luật đang trói doanh nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh. Và trong tổng số 131 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm, sửa đổi trong dự thảo nghị định, nhiều nội dung mới chỉ là lược bỏ các từ ngữ chung chung hay đưa ra những dẫn chiếu không cụ thể đến những văn bản luật khác, chứ chưa phải là cắt giảm điều kiện kinh doanh cụ thể. Các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp đang đối mặt với những điều kiện kinh doanh mà họ cho là vừa thừa, vừa vô lý. Nhưng dự thảo nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì chưa đề cập đến. Ví dụ, trong lĩnh vực quản lý thuốc thú y, năm 2016, doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc mua thuốc của ai, nhập về, sản xuất thế nào. Nhưng theo thông tư số 13 năm 2016 về quản lý thuốc thú y, quy định nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thuốc thú y thì doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu dù số lượng nhỏ. Khi về cảng, cơ quan nhà nước lấy mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt thì cấp phép. Doanh nghiệp phản biện rằng, chứng tỏ cơ quan nhà nước ôm lấy phần việc của doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp nhập về phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, bán ra theo tiêu chuẩn sản xuất, hậu kiểm là các cơ quan quản lý ngành thú y. Điều này gây bức xúc cho doanh nghiệp rất nhiều. Trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật cũng tồn tại nhiều điều kiện gây bức xúc bởi những quy định thiếu tính thực tiễn. Chẳng hạn có quy định nhà xưởng phải được bố trí trong khu công nghiệp. Doanh nghiệp phản biện rằng, vậy có rất nhiều nhà máy đã được cấp phép xây dựng, tiêu tốn hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, giờ phải di rời vào khu công nghiệp. Liệu có khả thi hay không? Có cần thiết hay không? Hay sẽ gây những nguy hiểm cho sự sống còn của doanh nghiệp? Hoặc quy định công bố hợp quy, hợp chuẩn, doanh nghiệp được thuê đơn vị chức năng làm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, doanh nghiệp phải đem toàn bộ thủ tục quyết định hồ sơ công bố chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đến Chi cục Bảo vệ thực vật để tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn. Doanh nghiệp phải đi lại lại rất nhiều lần với thủ tục này. Đây là điều rất vô lý và nhiều thủ tục hành chính rất chồng chéo,
gây tốn kém thời gian của doanh nghiệp. Câu chuyện nêu trên cũng tương tự với câu chuyện của các doanh nghiệp nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa. Những kiểm tra chồng chéo gây mất thời gian và tốn kém cho doanh nghiệp. Đối với sản phẩm sữa đã qua chế biến thì khi nhập về chúng tôi phải qua hai quy trình kiểm tra và để cấp được hai loại giấy chứng nhận. Thì theo cái tinh thần của nghị quyết 19 năm 2018 của chính phủ thì có một cái điều khoản cụ thể đối với nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, tức là làm sao mà cải thiện môi trường kinh doanh để hạn chế cái tình trạng là hai đơn vị cùng kiểm tra một lô hàng theo hai quy định luật khác nhau nhưng với hai thủ tục khác nhau và cùng cấp hai giấy chứng nhận. Thì như thế là chúng ta có thể thấy là cái chỗ này lại là đi ngược lại những cái tinh thần của nghị quyết 19, và chúng tôi hy vọng là Bộ Nông nghiệp sẽ có một cái nghiên cứu và làm sao mà khi về một mối có thể là Bộ Công Thương hoặc là Bộ Y tế và một phía bên là Bộ Nông nghiệp là một cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra cái lô hàng nhập khẩu đối với sản phẩm sữa đã qua chế biến. Tiếp đến, trong lĩnh vực cây trồng và giống cây trồng, doanh nghiệp cũng liệt kê những điều kiện kinh doanh vô lý như pháp lệnh giống cây trồng quy định, khi công nhận giống cây trồng chỉ thành lập một hội đồng, nhưng bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh quy định phải thành lập 4 hội đồng. Khi công nhận giống cây trồng, pháp lệnh quy định chỉ có 2 lần khảo nghiệm, sản xuất thử, nhưng bản hướng dẫn lại đưa ra quy định 3 lần. Pháp lệnh không quy định diện tích là bao nhiêu, nhưng hướng dẫn lại quy định mấy nghìn hecta. Những quy định kiểu này làm liên tưởng đến các câu chuyện doanh nghiệp cứ phải chạy lòng vòng để đáp ứng thủ tục và yêu cầu, vừa mất thời gian, công sức mà lại ảnh hưởng đến sản phẩm. Với nghị định 15 thì Bộ Y tế đã cắt giảm rất nhiều những thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm. Đối với những sản phẩm mà đăng ký thì nó được bãi bỏ luôn cái thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm, chỉ cần kiểm tra hồ sơ. Thế thì như vậy những sản phẩm đó hiện nay chỉ cần chịu mỗi sự kiểm dịch động vật thôi. Nhưng còn đối với khoảng 90% sản phẩm khác thì nghị định 15 đã chuyển sang là các doanh nghiệp tự công bố, và đối với tự công bố thì vẫn phải kiểm tra an toàn thực phẩm. Và như vậy đối với sản phẩm tự công bố thì lập tức là vẫn phải chịu cả kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra kiểm dịch động vật, mà như các đại biểu đã thấy đều là kiểm tra ba con vi sinh giống hệt nhau, nhưng mà doanh nghiệp vẫn phải đi làm trả tiền hai lần. Vấn đề trả tiền nó không phải quan trọng nhiều vào cái vấn đề doanh nghiệp mất rất là nhiều thời gian và công sức để đi làm cái thủ tục này. Tôi nói về cái phí kiểm tra kiểm nghiệm, nói cũng vui thế này đấy, một lô ví dụ tôi nói một lô có một tấn thì cái sẽ lấy năm mẫu, làm năm mẫu là năm cái xét nghiệm đó là năm khoản tiền. Thì thưa anh là thực ra để xác định một cái lô đó nó có bị nhiễm trùng năm cái xét nghiệm đó mà có một xét nghiệm dương tính thì thưa anh thì lô đấy có bị hủy, nhưng cớ gì mà bắt người ta phải nộp tiền cả năm mẫu. Thế nhưng đặt quá giống như là tôi nói ví dụ mình tượng thế này thôi, ví dụ như học bệnh viện xét nghiệm chụp X quang cắt rất nhiều lớp thì thật nhẹ một lớp tôi lấy thêm tí tiền. Nhưng tôi chỉ cần biết kết quả của anh là anh cắt 5 lớp hay 10 lớp hay anh lấy 5 lô hay 1 lô, chỉ cần là anh có nhiều cái kỹ thuật là họ lấy 5 mẫu đó họ trộn với nhau chỉ ra một kết quả duy nhất, thế anh chỉ trả tiền mỗi kết quả đấy, cứ như bị bắt người ta trả tiền 5 mẫu xét nghiệm, nó vô lý. Đó chỉ là một vài ví dụ điển hình về những điều kiện kinh doanh vô lý của ngành nông nghiệp đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành này. Và đúng là có chuyên gia đã nhận định rằng, hiện nay còn tồn tại rất nhiều điều kiện kinh doanh mà khi đọc lên, không ai nghĩ rằng những điều kiện kinh doanh kiểu như thế này vẫn còn đang tồn tại. Có rất nhiều các chuyên gia nghi ngờ rằng là những điều kiện kinh doanh mà đã được bãi bỏ thì thực sự đã là thực chất hay chưa? Và rất nhiều các chuyên gia ở một khía cạnh này hoặc một cái cạnh khác hoặc ở trong một số những cái tình huống rất cụ thể thì họ nói rằng là có những điều kiện kinh doanh nó không cắt giảm thực sự mà nó có thể chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Có nghĩa là bãi bỏ cái điều kiện nhưng thay vào đó thành một cái quy chuẩn hoặc một cái yêu cầu khác. Hay có những điều kiện kinh doanh mà ngay cả khi không bãi bỏ nó
thì đương nhiên cũng có thể gọi không gọi là điều kiện kinh doanh. Tôi lấy ví dụ như yêu cầu là doanh nghiệp phải có cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chẳng hạn, thì nay ta bãi bỏ đi thì đương nhiên doanh nghiệp đó, kể cả bãi bỏ đi thì vẫn là doanh nghiệp và vẫn phải đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hay cũng có ý kiến cho rằng là một số điều kiện kinh doanh chỉ đơn thuần là trước đây ta quy định ở thành các cái mục khác nhau thì nay chúng ta đưa vào thành một cái mục, và một số cho rằng là những điều kiện kinh doanh thực sự đã được bãi bỏ. Tuy nhiên cái bãi bỏ đấy không thực sự gây tác động nhiều đến cho doanh nghiệp. Ví dụ như những cái điều kiện kinh doanh mà nó thực sự đã không rõ ràng và nó rất mơ hồ thì nay ta bãi bỏ đi, và từ trước đấy thì cái điều kiện kinh doanh đấy nó cũng không thực hiện được trên thực thi được trên thực tế, thì nay ta bãi bỏ đi thì rõ ràng là cái tác động của nó thực sự đến doanh nghiệp là nó chưa nhiều. Rõ ràng đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đáng ghi nhận, nhưng cũng cần khẳng định cần phải có sự đầu tư công sức giả soát và đề xuất cắt giảm hợp lý và có tính thực tiễn. Đó là điều mà cộng đồng doanh nghiệp mong chờ. Đã có doanh nghiệp từng nêu ra một nghịch lý rằng trên đường phố nhan nhản những chiếc xe gắn máy chở những con lợn được mổ phanh từ lò mổ rồi bày bán trên các vỉa hè, chợ cóc mà không ai đến kiểm tra, kiểm nghiệm. Trong khi những doanh nghiệp như chúng tôi làm ăn đàng hoàng thì lại gặp muôn vàn khó khăn để tồn tại. Đó thực sự không chỉ là một lời kể chuyện thông thường nữa, mà đó chính là tiếng kêu cứu của các doanh nghiệp đang muốn kinh doanh một cách chân chính, minh bạch thì lại đang gặp quá nhiều khó khăn từ các quy định của pháp luật. Thực tiễn này gióng lên một hồi chuông cảnh báo rằng cắt giảm điều kiện kinh doanh không chỉ cần số lượng mà chất lượng mới là điều quan trọng. Vậy là mốc 31 tháng 10 cũng đã đến. Đây là thời hạn cuối cùng để các bộ ngành ban hành được nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, với những thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, thì công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn là một công cuộc quá bề bộn. Xét về mặt số lượng theo sơ bộ của tôi thì cái thời điểm này là chưa hoàn thành ở điểm. Là không phải tất cả các cái bộ ngành đều đã hoàn thành cái việc ban hành. Ở đây chúng ta hình dung đây là việc ban hành có nghĩa là nghị định đã phải được ký. Và nếu như xét về mặt ý tưởng, về mặt mục tiêu có nghĩa là ký và phải có hiệu lực. Nhưng nếu như chúng ta ngay cả khi chúng ta chấp nhận là việc được ban hành ký trước ngày 31 tháng 10 thì cái mốc này của chúng ta cũng chưa hoàn thành. Và như vậy thì chỉ có một số bộ ngành thì đã hoàn thành, có nghĩa rằng là nghị định đã được ký thông qua, và một số thì đang sắp sửa có hiệu lực và một số thì đã có hiệu lực. Thì như vậy ta nói về mặt công việc là ta chưa thể hoàn thành. Cái chỉ tiêu thứ hai về hoàn thành là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong tổng số điều kiện kinh doanh mà đang hiện hành của các bộ. Thì như vậy thì chúng ta rõ ràng nhìn thấy một cách rất là rõ là không thể hoàn thành. Vì một phần lớn công việc của chúng ta chưa hoàn thành thì cái khối lượng công việc về gọi là số lượng điều kiện kinh doanh cắt giảm rõ ràng là chúng ta chưa thể đạt được. Rõ ràng với những động thái mà các bộ ngành đang triển khai thì điều mà các doanh nghiệp mong chờ là những hành động cắt giảm điều kiện kinh doanh có nghiên cứu sâu và kỹ hơn là việc cắt giảm theo kiểu gộp hai thành một, bỏ bớt câu chữ hoặc cắt giảm những thứ không ảnh hưởng mấy. Còn những khó khăn thì vẫn tồn tại. Cắt giảm điều kiện kinh doanh, môi trường kinh doanh minh bạch là những cụm từ đang được nhắc đến quá nhiều trong thời gian qua. Tuy nhiên, để những cụm từ này thực sự đi vào cuộc sống, để doanh nghiệp được hưởng lợi thực sự thì không phải là việc dễ làm. Nó sẽ không chỉ là những khẩu hiệu để hô to. Cái mà doanh nghiệp cần là những hành động mạnh tay và cụ thể. Xây dựng một cái chính phủ kiến tạo, đặc biệt là tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh là cái ưu tiên lớn nhất của chính phủ ở trong nhiệm kỳ này, và cái quyết tâm đó thể hiện rất là cao trong năm vừa rồi khi chính phủ chỉ đạo quyết liệt cái tiến trình và cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Nhưng mà rõ ràng là các cái thông tin mà tôi có được đến bây giờ, kể cả về số lượng các cái thủ tục cắt giảm cũng như là chất lượng các cái quy định, tức là về khía cạnh về số lượng, tức là giảm được một nửa các cái điều kiện kinh doanh như chính phủ yêu cầu, còn chất lượng là thử xem là thế thì có cái giảm đấy có thực chất hay không, thì vẫn là hai cái vấn đề mà tôi nghĩ là chưa đạt được yêu cầu. Thì tôi cho rằng đấy cái trách nhiệm trực tiếp trước hết là ở các bộ trưởng phụ trách các cái lĩnh vực, bởi vì là điều kiện kinh doanh thì do
từng cái, mặc dù là điều kiện kinh doanh nằm trong các cái nghị định của chính phủ, nhưng mà thực chất là xây dựng điều kiện kinh doanh và thực thi các cái điều kiện kinh doanh đấy, là bởi vì điều kiện kinh doanh gắn với cái phần cấp phép là trách nhiệm riêng của từng bộ. Nên là tôi nghĩ rằng là nếu bộ ngành nào không đảm bảo được cái phần về yêu cầu về cắt giảm thì đấy là cái trách nhiệm trực tiếp sẽ thuộc về bộ trưởng phụ trách cái ngành đấy. Cho đến nay thì chúng ta chưa được đánh giá cao về cái chất lượng thể chế, cái chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Việt Nam mới đang được thế giới đánh giá cao ở cái sự ổn định về chính trị xã hội, ở cái quy mô của thị trường và ở cái chi phí lao động thấp, chứ chúng ta chưa được đánh giá cao ở cái chất lượng thể chế và cái chất lượng của thủ tục hành chính. Và chính vì vậy cho nên cái yêu cầu quan trọng nhất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các doanh nghiệp vẫn là cái tiếp tục rà soát, sửa đổi các cái quy định pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Hiện nay chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ những cái điều kiện kinh doanh trong các nghị định đã được ban hành và đối chiếu so sánh một cách cụ thể, chính xác và toàn diện với những điều kiện kinh doanh hiện hành và với những cái điều kiện kinh doanh mới, để xem thực sự là những cái điều kiện kinh doanh mới nó thực sự là bãi bỏ được bao nhiêu, và cái bãi bỏ đấy nó có thực sự là có thực chất hay không, và thực sự là nó có cái tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, đến thúc đẩy kinh doanh hay không, những điều kiện kinh doanh nào thực sự là sự biến tướng từ hình thức này sang hình thức khác, những điều kiện kinh doanh nào được tuyên bố là bãi bỏ nhưng thực sự nó là chỉ là cái sự nhập cơ học. Thì rõ ràng cái câu chuyện này thì chúng tôi sẽ có một cái kết quả rà soát một cách chi tiết toàn diện về cái chất lượng, tôi gọi là chất lượng của cái đợt rà soát về điều kiện kinh doanh vừa rồi. Với các quy định pháp luật doanh nghiệp thì cũng chưa đủ để mà kiểm tỏa toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, mà cần phải các cái quy định của trong tất cả các hệ thống pháp luật Việt Nam đấy, thì mới có thể là tạo nên một cái gọi là cái hệ thống pháp lý đồng bộ và toàn diện để mà kiểm tra giám sát cái hoạt động doanh nghiệp. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành, cũng như sẽ có những thống kê cụ thể đã đạt được về mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018 mà chính phủ đã đề ra trong những chương trình sau. Còn bây giờ như thường lệ, phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư, có một bạn khán giả viết thư về chương trình và hỏi: thưa luật sư, tôi có sở hữu cổ phần của công ty A, tuy nhiên đến thời điểm trả lợi nhuận cho số cổ phần của tôi sở hữu thì công ty A lại có văn bản yêu cầu trả cổ tức bằng một lượng cổ phần khác. Vậy tôi muốn hỏi luật sư, công ty A trả cổ tức bằng cổ phần có hợp pháp hay không? Tôi xin cảm ơn. Một luật sư trả lời ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đối với phần câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng mà mỗi cổ đông được hưởng, mỗi cổ phần được hưởng bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Thì tại khoản 3 điều 132 luật doanh nghiệp có quy định cổ tức có thể được chi trả bằng tiền, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác. Thì trong trường hợp này, theo quy định của luật thì công ty hoàn toàn có thể chi trả cổ tức bằng cổ phần. Thường công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần trong những trường hợp là công ty có nhu cầu giữ lại để mở rộng sản xuất kinh doanh. Và cho dù trả bằng cổ phần hay trả bằng tiền mặt hay trả bằng tài sản khác thì cổ tức luôn luôn phải được trả chỉ trong phạm vi lợi nhuận. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần.
Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.